Là vì mới bữa bị trăng treo sáng rỡ
lúc này mừng đêm đã tối mò. Phải rồi, tôi sang thầy Nghiêu đảnh mà nhờ thầy Nghiêu phương hướng chỉ cho kim trúc ít của miền tiêu dụng. Phật, Phật dĩ, Phật
vậy bây giờ tính sao thầy? Thì như thế này anh này. Dạ. Giàu quá, đến gần nó mới ứng. Chứ ngồi đây mà khoa bói, nó không linh anh à. Nghĩa là sao thầy? Bây giờ anh cứ dắt tôi đi. Đến đây. Động đâu thời, đoan đó là trúng. Không được. Đi, làm chi thêm khó, chứ mọi lúc có thầy đâu. Này, không có tôi thì anh đang lạc vẹt mà thôi. Chứ có tôi thì anh trúng to. Không được, thầy mù loà ở nhà. Tôi đi một mình tôi thôi. Anh đi mình anh đâu? Tôi đi một mình tôi. Này, anh đi mình anh, tôi là lần. Đố thầy la xe. Quá là. Là tôi đúng nhà bây giờ mới cho la. Anh cứ để tôi đi đi. Nói đùa chứ lấy gì mà tôi lại đi đốt nhà thầy? Thôi có đi thì đi thầy ạ. À, có thế chứ. Vậy thử đi anh này. Nào, đi thầy. Giải thầy khôn, giải dắt nhiều nhau, sướng khổ cùng chung số thầy ơi. Ừ, đi thầy ạ. Không đồng với bọn cá trộm định ăn trộm của tao mà bài không biết mấy hôm nay ăn trộm mượn mượt đi đấy sao tao bảo cho bài phải giữ lấy hồn của thức canh giữ của tao nếu mà mất một mảy mai nào á thì phải tù cả thải nghe không mình làm quần quật suốt ngày bây giờ lão nó trật cái con họng chưa nói chui cũng được nói ngược cũng xong thôi lão nói mặc kệ lão anh em mình cứ vào đánh một giấc khỏe lòng cho tội gì xuống cả bè giữ cúa cho cái nhà lão bốc nhân này phải đi ngủ anh thôi đi anh đi khuya rồi đấy thầy nào đây để tôi nhà tôi xem thử thế nào nhé
Họ ngu hết cả rồi. Thầy bói cho ông Khóe đi. Ngu hết rồi nè. Dạ, anh cầm cái. Ui, anh Ốc ơi. Dạ, Khóe có thần rồi. Thần vậy sao hả thầy? Thần dạy nè. Anh vào hướng trên nam, đánh cái ngạch dưới món nước, chút tú vô trong buồn ấy. Anh nhớ là tiền bạc nó để trong rương ấy. Dạ. Trong hòm mà. Dạ. Áo quần nó treo trên tường ấy. Gọi nó để trên thúng ấy. Bưng ra. Dạ. Đây thì thầy. Đứng đây. Tôi chào hỏi nhau. Chó. Chó. Anh Ốc ơi. Chó. Chó. Ủa ta đánh cái tên. Chó. Anh Ốc ơi. Tôi bỏ bả nó ăn nó chết hết rồi mà. Cái chân tụi cái nguy quá anh ơi. Không. Chết hết rồi. Mày thấy rồi nè. Có thấy còn còn sót còn nào không? Không còn còn nào cả. Thầy đứng đây. Tôi vào. Tôi đầu nhặt đi nghe. Anh Ốc ơi. Mũi gan quá anh ơi. Này, cá nộm. Mình đi ít trộn mà lấy số mũi. Ăn trận thì ăn gan cách này chết thì còn đâu mà ăn. Thầy, ngồi ở đây. Cắn răng ngậm miệng lại mà chịu. Cái thầy la, người ta nghe ra ta nhắm đầu thì khốn giờ. Dạ dạ. Tôi vào để nghe thầy. Ừ.
rồi. Để rồi mày nói lý với tao. Dân làng đâu? Dạ. Coi cần lấy nó đây. Dạ. Gia đình. Dạ. Anh xã, mời anh về tôi uống rượu chơi. Vâng. Vô lý. Người ta đi bói về, nó giật cái hòm của người ta, nói người ta ăn trộm, trói người ta, cầm người ta, nghĩ có ức không, có ngon không, có ngon không? Im mồm, cho người ta ngủ chứ. Các anh cứ ngủ, ức tôi nói, vô lý. Ngồi bàn với nhau mới thấy rằng việc bắt anh thầy bói này là nguy hiểm. Mai giải lên nguyện thì đời nào quan lại bỏ tù cái thằng mù lòa này. Quan tấm là tấm cái đứa có tóc, thì ai là tấm kẻ chọc đầu. Chưa nói đến mọi khoản, riêng cái việc đi lên đi xuống tốn phí ăn quan ngàn đường, rồi mỗi một lần đến quan phải mua mấy chai rượu của bà huyện đến dân lễ cho quan huyện. Quan huyện thu xong rồi lại đưa về nhà sao cho bà huyện. Bà huyện lại bán lại một lần nữa cho lý tưởng với trùm sò. Mà cứ thế là chai rượu nó luôn hồi. Chết rồi tầm sò em ơi. Chết rồi em ơi. Sao bây giờ?
Tôi đã bảo là đừng đi, cứ đòi đi rồi báo khổ cho người ta chết lợi gì đâu. Tại anh hết á, chứ tại tôi sao nào? Tại anh lúc sai hướng này người ta bị nấm đầu, thì tôi vào hướng chánh nam chứ còn hướng nào nữa. Thôi, nhất hào sai thiên lý, dầu quái anh có biết đâu. Này, nào đồ đâu? Dạ, với đồ đây thầy. Này, anh Ốc ơi. Dạ. Khi nó làm tờ khai tại xích hậu mà, nó mắc ba cái kiềng vàng, 4 đôi hoa tai vàng, thứ đây để đâu? Tất cả trong gói này. Vô lý, vàng bị bọt mà anh bỏ trong này. Này, chứ làm gì mà sờ sảng cùng vậy? Anh quất cái thằng Mười anh á, bỏ ra mình gì à? Này, tôi đã đi lộn trong gói đó thôi mà. Vô lý, thầy xem vàng mà bỏ trong gói này. Anh Ốc ơi, gì vậy thầy? Cái đồ mới toàn này này, này thơm phức. Không thấy gia trời, thầy mà thấy cái chi mà gia trợ. Đây này, vậy bi chứ này. Anh Ốc ơi, dạ, đồ này mà, anh em băng này, băng này, bị rồi. Dạ. Thầy ơi, thầy định giá bán cái này bao nhiêu tiền hả thầy? Băng gấp mà băng rẻ, 100 con. Làm gì mà đắt quá vậy? Tao bán hoài cái thứ này mà bán được đem tiền về đây chia. Chia sao thầy hả? Lẽ là tính nhất cửu. Mà thôi tôi với anh mà, cháu anh em với nhau. Thôi tính nhì bác. Nhì bác là sao? Nhì bác là tôi to. Thầy làm đòi em to vậy? Anh này nói tất cười. Này, gồm có này. Con này đánh tôi như đánh chó. Anh làm cái gì? Đồ ngạch này, rút vô mở đồ đem ra hết. Tôi hỏi thầy cho tôi chui vào mà nắm cái đầu tôi không đi ở tù với thầy. Anh mở tù cho hết, không lấy một tử. Nói cho tôi tình thôi. Anh em mình bán đem tiền về nhà tôi rồi kia. Vâng, thế tôi bán rồi mang tiền về thầy cầu và tiêu chung hả thầy? Không giờ thầy ạ. Thank you.
lên. Mới gì hết á, chị cứ ý quen rồi ta để mặc, để tôi đi bán người khác. Chú nói lâu nghe lắm, chú ăn cơm thì chú cho tôi ăn cháo mới chứ chú ốc. Cái việc này á, chỉ có nhà con mẹ hến thôi. Tôi đã bàn với chú rồi đấy, tôi vào đây trước để bùa niệm chú, sau cậy chú cầm tôi lập đàn càng cúng vái mặt tôi. Xong rồi sao sao thầy? À, xong cái việc này rồi tiền công đức kia đều mời chú chứ. Vâng vâng, mời thầy vào. Nghe chú em nó qua nó nói rằng bác có mất một bận đồ nhiều lắm, nhưng mà gặp tay ai kia chứ còn tay ngao này á mà nó có ma lên trên trời kéo nó xuống đó, anh nó thấy ngồi nó ở cũ chụp nó lên đó, anh thấy thầy dạ, 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 dạ. Thưa bác, bây giờ bác cho một người cầm môi. Dạ con cầm môi có được không ạ? Chú mày hả? Dạ anh thầy xem thử nào. Dạ coi bộ cũng được đấy chứ. Mặt ra đằng nào sạch sẽ. Tàu biểu hương đèn đây. Dạ. Chú em ngồi xuống. Thầy làm rất là cắn. Cậu mới mua? Dạ chứ không phải ăn trộm. Dạ
cậu không cậu ạ. Gia Linh. Dạ. Mời anh Đại về nhà nghỉ rồi tao về. Dạ. Mời anh về đi rồi tôi về. Dạ. Anh Dạ. Dạ. Mụ này thôi dám chưa của giam của tôi đã rõ ràng, xin nhờ làng thanh xử cho tôi. Có tôi, anh đừng có lo. Cô Hến. Dạ. Cô Hến. Dạ. Đồ cô mới mua à? Dạ thưa cậu, đồ em mới mua đấy cậu ạ. Chắc thế à? Dạ thưa cậu, dạ chắc cậu ạ. Được. Anh Trầm, ta phải xét để cho liễu sự. Mụ vì tham nên muốn hòa gian cho anh. À, thưa anh nói cái gì lạ vậy anh Trả? Để tôi nói cho anh nghe. Con mẹ này là con mẹ chồng chết. Ừ. Nó là một con có tiền. Ừ. Lâu nay là chưa những đồ gian lậu. Ừ. Gặp cái dịp này thì ta cũng kiếm chắc chút ít chứ. Anh nghĩ đó coi. Có giải lên quan thì quan ông cũng kiếm chết thôi. Tôi hiểu ý anh rồi đấy. Nhưng mà mấy bữa nay tôi tốn kém cũng nhiều. Ừ. Anh tính sao phân phải thì tôi giả lơ cho anh thôi. Được rồi, tội gì nó anh. Dạ. Cô Hên. Dạ. Bây giờ công việc như vậy, cô muốn ở tù hay là muốn ở nhà? Dạ, thưa cậu, đàn bà hóa bùa, dạ ai lại muốn ở tù cậu? Ừ. Dạ. Đàn bà con gái, không chồng không con, đi ở tù thì bỏ nhà cửa cho ai? Dạ, dạ thưa cậu, tội lắm cậu ạ. Ừ, dạ. Hết muốn ở nhà vậy thì sống trăm bạc tạ làng. À, tan vật giao cho nguyên chú vậy là được ở nhà chứ. Dạ thưa cậu, có bao nhiêu tiền thì em mót máy mua hết cả rồi. Dạ bây giờ trong nhà mà còn một đồng điếu nào thì em chết dạ không thấy mặt hai cậu nữa đâu ạ. Ừ. Dạ anh nói mình nghe rất là cảm động. Dạ không nói lâu thôi gì hết á, lòng đầu giải quan thôi. Dạ cậu nói đùa hay là nói thật đấy? Tao mà nói đùa với mày à? À, mày nói thật à? Này đừng thế đây hóa bùa mà toan việc vu oan. Tao đây có của tiền, tao đem nạp cho quan, thà cho cọp còn hơn cho chó cho chó nó bay à? Ờ, anh Gà, anh Gà nó nói không kìa. Con này mới láo chứ, sao dám cả gan nói bọn mày à, chó à sao? Hả? Nguyện mồm lỗ mổ. Dân đó, dạ. Tôi đầu giải lên quan, bỏ tù cho đáng tin nè. Dạ. Không đứa nào không được tao hết đấy. Đi đến đâu tao cũng đi, đi đến chín phố mười nha cái tao cũng đi kia. Vốn tao không sợ khiếp, tao bảo bay chó hung hăng, làm răng cũng chẳng làm răng, lên mặt biểu đừng. Tôi đây tuy xuất thân lại điếm
mà chúng đánh cũng biết mùi. Làm quan như tôi lấy quá cậy ngọn roi, chứ làm quan nuôi lỗ miệng. Nghề làm quan phải con mắt lớn chứ, khôn khéo xử bao vụ việc. Bất kỳ là vụ nào hơn thua chỉ ở đồng tiền. Dạ, bấm qua. À, thầy lái này, dạ. Công đường hôm nay sao lại vắng bên nguyên mà cũng không bến bỉ vậy? Dạ. Ai? Quan. Hả? À? Dạ. Anh Cứu. Đi đâu đây? À, đến mừng quan. Đến mừng quan à? Hôm nay quan bận thôi, hai anh chịu khó đi về nhá. Ờ, mình biết quan lúc nào là không bận. Nhưng mà gặp ai chứ còn gặp anh thì chuyện gì lắm. Gặp tôi nhưng mà... À, được. Được. Được, kính anh. Đứng đây vào bẩm quan này nhé. Được anh. Dạ, bẩm quan. Dạ, có xã Đại Giang đến hầu quan ạ. À. Nó vào. Dạ. Xã. Dạ. Dạ, trước công đường đốn thủ, tôi Lý Tưởng Đại Giang đem lễ đến bẩm quan, có đơn xin đầu cáo. Mày là Lý Trưởng xã Đại Giang à? Dạ. Thế mày đem cái lễ gì vậy? Lần sau không được như vậy nữa, nghe chưa? Dạ. Lại. Dạ. Trong đơn tử trùm sò thất đạo. Trùm sò là thằng nào? Dạ, con vợ của con ạ. Tao nghe mày giàu có lắm phải không? Dạ, bấm cũng đủ đủ ăn thôi. Thầy lại nè. Dạ. Trong cái đơn này thằng trùm sò nó khai là nó bắt quả tang Thị Hến qua gian. Như vậy Thị Hến chứ còn ai à? Dạ. Thị Hến đâu cho vào? Dạ. Em đâu? Quan rồi. Anh đã lại gần đây quan hỏi. Hết năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, bẩm quan, năm nay em 25 tuổi. Ừ. Chồng con thế nào? Dạ bẩm quan, dạ chồng em chết lâu rồi. Tội nghiệp chưa? Đầu xanh tuổi trẻ mà hóa chồng. Quan nghe quan tuổi cái bụng. Quan hỏi khá khai báo rõ ràng để rồi quan xét xử, cứ khai đi, có quan nên không sợ gì. Dạ, dạ bẩm quan, từ khi mà chồng em chết đến nay, thời nghề bán buôn vẫn giữ, còn việc trộm cắp dạ biết đâu. Ừ, mình đừng bà quá bụa, biết gì cái chuyện trộm cắp. Dạ. Nhưng mà mình có của thời mua, cốt là do đứa bán, khai đi để mà quan bắt nó. Dạ, dạ bẩm quan, thời chú ốc bán quá cơm chạng vạng, lúc đó có cậu Tùng, cậu xã đây, Tùng sò qua nhận lấy tất thì. Dạ, dạ bẩm quan, xã trưởng đòi 100 bạc im đi. Dạ bẩm quan, em không có, họ giải lên
nhờ quan xét chữ. Con dân thật nhiều điều, dạ ức quá đấy quan ạ. Được, để đây cho quan. Dạ. Tụi kia. Dạ. Mày thấy cảnh nhà mụ hóa rủ nhau đến kiếm anh à, cho nên không tư hòa, mày mới vi bằng. Chứ nếu thuận ý bay không, giải huyện cái gì, đó dạ, mỗi thằng Lý mày nuốt không thôi. Dạ, mày đem lên đây. Dạ, bấm quan. Tao nghe mày đã điều ngoa có tiếng, sắm quan ra mày bán đứng, bay anh à. Để, dạ, đọc nó xuống, đánh ba cho theo, dạ. Thằng xuống. Thằng xuống. Một, ui, một, ui, một, ui, một, ui, đọc lên, một, ui. Một này, một này, một này. Cứu. Thằng Y. Xét xử. Dạ. Thầy lại nè. Dạ. Thầy lại mau tháo gấp Trác Văn, bắt thằng Liêu thằng Ốc đến gấp đi. Dạ. Còn Thị Hên Khá ra ngoài khai báo, trong 3 ngày nữa quan sứ cho mà về. Thầy đề cũng muốn phong lưu. Lạ thật, sai lính tìm Thị Hến đã lâu, vào trò chuyện mà chưa thấy tới à. Dạ thưa thầy. À, thế nào? Thưa thầy, Thị Hến đã đến. À. Xin chào cô Hến. Dạ, xin chào thầy. Mời cô vào. Dạ. Lễ. Dạ. Thầy Tha Hầu. Dạ. Mời cô Hến vào chơi. Dạ. Lễ. Dạ. Thầy Tha Hầu cho nghe chưa? Thưa. Xuống nhà dưới chơi. Thưa thầy, cho em ở đây hầu thầy, em xuống nhà dưới xa, thầy gọi em không nghe. Thôi, cho ra quán uống rượu, đi. Ra quán ngồi xuống buồn lắm. Coi bộ hết tiền là phải không? Này. Mời cô Hến vào chơi. Dạ, thưa thầy, em ngại cô đề trông thấy thì rầy rà vô phép lắm. À, không ngại ngùng gì cả. Hôm nay là nhân mũ đề đi khỏi, hãy vào đó mà chơi. Dạ. Hến ngồi chơi. Dạ, em xin phép thầy. Ủa, mà phép tắc gì? Phép tắc là ở chốn công đường kia, chứ còn đây là cái nơi tư riêng của mình mà phép tắc gì? Không có phép tắc gì cả. Cô Hến này,
khá cho miếng trầu vôi. Người ta thường nói miếng trầu là đầu câu chuyện, thêm thắm tình quen biết. Cô có ăn trầu xin miếng chơi? Dạ thưa thầy, em không biết ăn trầu. Cô hết. Dạ. Chứ cái việc mà hôm trước quan dạy cô ra quán làm tờ khai, tới bữa nay cô đã làm chưa? Dạ thưa thầy, chưa. À cha cha, tới bữa nay mà cũng chưa làm à? Chết chưa, trễ rồi đó. Mà nhất là cái việc qua trữ đồ ăn trộm, mà tới bữa nay chưa làm thì có khi tù đó. Tù đấy. Thế bây giờ Hến mới nghĩ như thế nào? Dạ, em định đến nhờ thầy đấy. À, hôm nay là Hến định đến nhờ mình đấy phải không? Dạ. Hến cũng phải nghĩ như thế nào chứ. Dạ thưa thầy, em nhớ ơn thầy đi. Ơn hỏi em chi hả? Mình với nhau, miễn là mình giúp Hến thì Hến phải nghĩ như thế nào đấy cho nó phải. Dạ thưa thầy, em hậu tạ thầy chứ lo gì. Thôi tạ tùng chi, mình với nhau hả? Miễn là mình giúp Hến thì Hến nhớ ơn mình thì được thôi. Dạ. Thôi được rồi, để mình làm giúp cho nghe chưa. Dạ. Cô Hến. Dạ. Bây giờ cô ký vào đây. Dạ thưa thầy, em không biết chữ. À, nghiệt quá à. À thôi được, không biết chữ thì cô điểm chỉ vào. Dạ thưa thầy, điểm chỉ thế nào thầy bày hộ em với chứ. Khó gì, cô cứ đưa hai ngón tay lên kẹp lấy tờ giấy này rồi tôi làm sao tôi làm. Đó. Đó. Khó gì đâu. Đây. Đây này. Đó. Dạ. Ủa chị Hên. Cái gì ạ? Tôi đi tìm quá mệt thế mà chị lại ở chơi đây. Mày tìm làm gì lại? Dạ thưa thầy, dạ quan có lệnh đòi ngay. Chị Hên, chị phải mau đi gấp. Quan đòi việc gì mà đòi bất tử hả? Dạ thưa thầy, dạ quan bảo dạ việc này gấp hơn tất cả các việc nào khác đó. Thôi mày đi trước đi rồi cô Hến đi sau, nghe chưa? Dạ. Đi. Đi. Dạ. Đi. Dạ thầy cho em đi. Chào thầy ạ. Tướng ta là Bá Láp, thầy quan cũng Tam Thiên. Nghĩ lại như tôi với ông Huyện, địa vị thì nhường nhịn cho yên, chứ còn tình ai chịu sút thua sao được chứ. À, đem cái việc này mách lại với bà Huyện, bà phải lo rào trước, thì ta sẽ phỏng tay trên cho ai vô. Phải lo lòe loẹt lấy dâm lấy miếng.
Dạ, nhà em khỏe. Thầy Đề à, tôi định sang nhờ thầy một chút việc, không ngờ thầy lại đến đây quý hóa quá đó. Mà tôi trông thầy như có việc gì vậy thầy? Dạ, bẩm bà, hôm nay em qua đây thưa cho bà hay câu chuyện. Kéo sau này rồi công việc nó vỡ lở ra, rồi bà lại tách. Vậy chút việc gì vậy thầy? Thầy cứ nói cho tôi nghe đi thầy ạ. Việc gì vậy thầy? Dạ bấm bà, dạ cái việc này á, là giữa em với quân huyện là tình thầy trò. À. Làm thinh thì cũng khó. Ừ. Mà nói ra rất ngại lòng cho bà. Vậy chứ việc gì thầy cứ nói cho tôi nghe đi. Không bao giờ tôi mất em huyện nhà tôi đâu. Thầy nói đi thầy, nói dạ, đi. Bà hết lòng thì em xin nói cho bà hay. Ừ, thầy cứ nói đi thầy ạ. Thầy nói đi. Dạ, bà cho em nói nhỏ. Ừ. Thấy chưa, nếu như bà cứ để chiếc thuyền con cứ thuận mái xuôi dòng, dạ thì gốc cây lớn sẽ bị người bới rễ đó bà. Ờ, phải rồi, nghe đà rõ lẽ mà thấy nói xung gian. Thầy Đề, hèn chi mà ở công đường thì mau mẹo khéo toan, về tỉnh tức thì ngồi dơ ngủ gục vậy chứ thầy. Dạ, dạ bấm bà đi, dạ cái thứ đó mà ngồi đâu là ngủ. Dạ, dạ bấm bà xin phép bà cho em về. Bà cho em về. Khờ khổ, không mấy khi thầy sang, thầy sang thì cho tôi hay tôi la lối ôm xồm như vậy. Phiền đến thầy bỏ qua cho nên thầy. Dạ bấm bà dạ, có sao đâu. Thầy nghĩ đó coi, không nói ra thì nó hư gia bại sản. Dạ. Mà nói ra ở ngoài người ta không biết, người ta cho tôi là ghen. Mồ Phật, tôi có biết ghen là gì đâu thầy. Dạ, dạ bấm bà có biết ghen đâu. Ừ, nhưng mà tôi thấy ông huyện nhà tôi, ông làm cái điều chứa chứa mà tôi đi ghen thôi thầy à. Dạ, dạ bấm bà chứ lâm cảnh bà chứ rồi lâm cảnh ai thì cũng cứ nói vậy thôi. Thầy là người dân, thầy thấy tôi hiền hậu thật thà, thầy còn thương thầy. Huống chi ông huyện nhà tôi, ông là tình nghĩa vợ chồng, mà ông có ông hại tôi à thầy đè. Khổ lắm bà, khổ lắm. Dạ, bấm bà quan về, xin phép bà cho em về. Bà đã chờ cơm chưa? Chờ cơm cũng chờ ông về đó chứ. Chờ cái gì thì ở nhà chú trước đi cũng được. Ông nghe người ta nói à, thà là giữ con trâu đực còn hơn chực một bữa cơm đó. À, nói cái gì lại, cái việc quan thì nó phải trễ chứ nè. Trời ơi, trễ gì mà trễ luôn có ba bữa vậy ông. Trễ ba bữa là may á, cho nó trễ đến 6-7 ngày cũng phải chịu. Ừ, nói mà nghe vậy thôi, với ông á, trễ 10 bữa mà trễ luôn cả tháng cũng ai dám nói gì ông. Cũng xem lại nước giam kia kìa, đã trễ 3 ngày nay rồi đó. À, cái gì lại trễ nước giam? Đối với ai kia, chứ với tôi á, hễ con rùi nó bay ngang qua, rùi đất rùi cái tôi biết rồi đấy ông ạ. À. Cái gì lên rùi đất rùi cái? Ê, bà dối bà ra ngoài đó bà chứ. Ông thách tôi sao ông huyện? Dối ra ngoài chứ. Xưa này có ai để cho đàn bà làm quan ở đâu? Tôi mà được làm quan thì cái công việc này tôi xứ dư đi ông ạ. À. Bà chứ thế nào bà nói tôi nghe thử à. Ông không biết thì tôi bày cho ông đây này. Thị Hến là một con mẹ đàn bà hóa, dám hoa tử đồ ăn trộm, có tang chứng rõ ràng. Bây giờ mình mới biếu cái thằng Trùng Sò mất trộm mấy, chịu cho mình năm chục bảy chục gì, rồi cho nó về là một. Còn cái con Thị Hến ý, đáng lý là phải bỏ tù cái nó rụt xương ra. Nhưng thôi, nghĩ cũng
không chịu thì sao? Nếu mà nó không chịu á, cổ nó xuống trường cho. Ba bữa mà nó lòi tiền ra chứ có khó gì đâu ông. Làm quan muốn ăn tiền người ta phải xử cho nó có lý có sự, cho nói như bà cho nó kiện cho mà tróc da. Ừ, bởi vì ông có hỏi nên tôi đây mới nói. Nói là nói với ai kìa, chứ với ông á, ông xử gì được nữa. Bởi vì ông biết rồi. Này, bảo cho ông đây này, rõ thị hết là con quỷ quyệt. Bảo đừng có nổi máu dê mà tìm cách xuê xoa nghe chưa. Tôi giao trong đây này, một xử hai xử ba bốn ông cũng phải xử. Khá xử xong mà đuổi nó về nhà, còn để mãi thì tôi xử khác đi. Dạ. Việc gì? Dạ bẩm quan, từ tôi Vân Châu Trác bắt Nghêu Ốc giải hầu à. Dẫn vào. Dạ. Nghêu. Dạ. Quan đòi. Dạ. Bò cuốc ngoài này. Dạ dạ. Đi vô quan mà cặp cuốc còn nách à. Dạ. Bỏ ngoài này. Thầy cứ ơi, cho tôi gửi cuốc xíu thầy. Anh đòi gì cuốc à? Anh đòi gì cuốc à? Nhanh lên. Tội quá thầy, chủ nhà mông mà ở đâu mất đó thầy. Quan đòi nhanh lên, nhanh lên. Thôi thôi, tôi gửi thầy đó. Quỳ xuống. Dạ. Bảo nó ngắt cái mặt lên. Ngắt mặt qua xem. Nghêu. Dạ. Như mày là thân đuôi mù, sao dám lâu thôi. Khá khai báo cho quan xét xử. Dạ. Làm lại con lối, mày xét lại cho con nhờ. Con đi bố về, về đến đây nó giật cái hòm của con. Trong đây có 4 con tiền, muốn rùa, tiền quả nó giật hết. Chứ còn con này nuôi ai mất. Quá con giữ. Vậy đó mà con mất thành hình vậy. Có mấy đời thầy bố gian thôn. Nhưng mày, thầy thế đuôi chẳng sợ. Thấy việc quấy, cứ làm. Lệ, dạ, đọc cổ nó xuống. Đánh 30 kèo cho tao. Dạ. Nằm xuống. Trên trên này ơi, tội quá đi thầy. Đậu gì? Nằm xuống. Nằm xuống. Quá rồi. Quá. Ê, 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 ê. Đã đánh đâu lại? Dạ chưa là thầy. Ừ. Dạ tôi sợ quá thầy. Sợ gì? Nằm xuống. Ôi trời ơi. Sợ à? Ôi trời ơi. Thầy này. Quá. Thầy này. Quá. Thầy này. Thầy này. Thầy này. Thầy này. Thầy này. Dạ bẩm quan. Việc gì? Dạ hình như thầy bỏ chết rồi ạ. Nói giả vờ á, đánh nữa cho tao. Giả vờ hả? 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 Giả vờ chết không? Dạ thầy đánh qua em đau em ngắt cái dây dẫn. Ngắt dẫn dẫn. Ngắt này. Quay! Ngắt quay! Ngắt quay! Ngắt quay! Ngắt quay! Ngắt quay! Khai đi! Cho con khai. Khai đi. Dạ. Con đây quen với chữ ốc. Bởi vì duyên cớ thường tới lui giàu khỏe quê khoa, còn ăn trộm đốt nhà dẫm ra không rõ tiền. Cho nó dậy. Dạ. Gọi thằng ốc vào. Đứng dậy. Đi ra. Ốc. Quá rồi. Ô, anh ốc. Khai đi, khai đi. Khai cái gì? Ui, lũ quanh gian thầy trớt tiền ông ơi. Tránh răng ngậm miệng lại mà chịu. Chứ có việc gì mà khai. Căn gian không có được đâu. Này khai, ở tù sướng hơn. Bẩm quan, tôi vốn dân lương thiện, tác bất phải đến hầu thiện tổng cướp biết đâu nhờ quan trên xét xử. Đại dạ thôi kìa, mặt mày xem rất dữ quá là đứa
hung tàn. Lệ, dạ, đập cố ra, cưới khảo cho tan xương, bảo nó khai đi. Nếu mà kiên khai ắt phải mang trọng tội. Dạ. Nằm xuống. Mày là trộm của người mà lại đốt nhà, truyền giam lại rồi sau kết án đi tù. Tù thì tù, ở tù sướng hơn. Lại. Dạ. Gọi xã đại giang vào. Xã đại giang. Dạ. Qua đòi. Dạ bóng quan, chiên mồ cho chiên ly, sau về làng khó làm việc chi danh. Tao không có tù là mày, cho ra. Lệ. Dạ. Rồi hết vào. Dạ. Hên, quan đòi. Dạ. Đừng đò vào. Sao? Dạ.
Dạ, bấm quan con hầu. Thầy lại nè. Dạ. Cậu xã, cậu giận em lắm à? Thôi, ai dám giận cô? Vì cô là lên mặt kế gì hương xã, giữa lưng cậy có thế quan cơ mà. Tôi cho cô biết, phép vua cũng thua lệ làng. Rồi đây chế nhà thầy phải ra mặt chuột chứ có gì đâu cô. Cậu xã, thời em đây thân hóa bụa, bán buôn hầm hút, của ngay gian em mắc phải, lỗi lầm. Em có mua lầm á, thì họ lấy lại, chứ có đi đâu đi nữa là cũng ngộ mãi thất tiền thôi cậu ạ. À, cậu xã, lão Trùng Sò ấy, ý giàu có lão hung hăng. Em tưởng là khai lão Trùng Sò, cho quan trị tội lão cho đáng kiếp. Ai ngờ cậu lại thật thà quá, lúc ở công đường á, quan đánh cậu, làm cho em đây phải khổ đau và hối hận đấy cậu ạ. Vậy thì chưa hiểu được lòng nhau còn giận, nên nghe tường là nói lại thêm thương chứ. Mình thấy gái không chồng khổ sở đủ đường. Khổ lắm cậu ạ. Tôi thấy cô vất vả lắm. Dạ. Mình muốn nói một chuyện nhưng mà ngại quá chừng này. Dạ. Chuyện gì cậu cứ nói mà. Tao nói hử? Dạ. Muốn kết bạn yên vui, mọi việc có được không? Chết. Cậu xã nói vậy chứ, còn mợ xã ở nhà thì thế nào? À, tôi với cô yêu nhau mà chẳng lẽ tôi đem về tôi mất lại với mẹ xã nó cô sợ. Nè, hên cứ cắn răng mà yêu mình. Mình bậm môi, mình thương hên. Hai đứa mình cứ đi ngầm vậy. Cậu nói vậy chứ, ai lại lấy thú út voi? Út đằng trước ấy, nó lòi đằng sau đấy cậu ạ. Không sao đâu cô, đừng có ngại. Trước khi kia thầy chẳng nói gì, chứ còn ngày nay thì họ biết hết là người mèo của Lý Trưởng Đại Giang ấy mà. Ai dám rờ tới, như vậy thì cái dù che cũng được cái cán. À, hơn nữa là con đường mua bán của cô lại càng dễ dãi hơn chứ. Dạ, tâm sự là nhờ cậu cả mà. Chứ sao? Trùng Sò đâu? Dạ, bóng có con ạ. Tài vật kia nguyên chủ phát hoàn. Dạ, bóng đỏ quan. Con nhận cũng phải làm sao chứ, biết chưa? Dạ, bóng con biết rồi. Vậy thì ra làm tờ nhận, rồi ngày mai sẽ đến đây nhận vật. Dạ. Nói với bà là tôi đi khám điện hòa. Ông đi khám điện hòa chứ không phải ông đi khám cô thị hết hả? À, nhưng bà này liệu lời mà nói, coi chừng là mất thể diện tôi trong lúc này không được đâu nghe. Ông sợ mất cái thể diện của ông vậy thì ông đánh đi, đánh đi. Xin mời bà nghe hóa nè. Ôi trời ơi, lòng tự dâu sôi lửa đó. Chớp giật khói lòa.
hãy mau trở lại. Còn tôi thì việc quan phải, tôi bước ra. Và nên nghĩ mình là phương diện quốc gia. Đi về đi, chứ bà làm như vậy thì tôi chịu sao nổi tiếng đời thiên hạ. Ông sợ xấu hổ nên ông nói cho phương diện quốc gia chứ gì. Xấu lắm. Ông đuổi tôi về để ông đi theo con thị hết hả? Này đã làm điều dối trá, bây giờ còn tìm cách giấu che chứ. Tôi biết ông rồi mà, như ông là đánh say phì thuốc lú buồn mê của con thị hết. Ông quyết phụ bạc tôi phải không ông Huyện? Vậy thì ông xem tôi đây này, lột hết để mình trần thân trụi cho ông coi. Để bé này đi chứ, để bé này đi mà. Ông nhờ đâu mà ông có cái con bầy Nga này hả? Tôi đây này, tôi đi mòn đường chết cỏ, hết bộ này đến bộ nọ, hết bộ nọ đến bộ kia. Bây giờ ông phong mong bội nghĩa, ông được buồn này à, ông quay buồn đó. Xin mời quan tuyên phạt. Dẹp. Dạ, dạ bẩm quan, dạ cái này. Dẹp, dẹp. Dạ, dạ chúng con xin lui ạ. Cái bà này dữ thật. Ừ, tôi nghĩ cũng phải. Không gian thì đi đâu tối, hay là đi về? Nhưng mà về thì tiếc lắm. Hơn nữa tục ngữ có câu đánh chết nết cũng chẳng chừa. Cứ đi kiếp ra ngoài mượn áo vừa vừa, tìm đến đó thỏa lòng mong đợi. Con đi không có lính có tráng gì, chứ con làm con tưởng cả trộm con đánh làm gì, xin quan tha tội con á. Biết rồi. Dạ. Vì quan đương theo cái bọn gian phi. Dạ. Cho nên quan mặc như thế này là trùm sò nhầm. Dạ. Thôi quan tha cho đấy. Dạ. À. Dạ. Nè trùm sò. Dạ. Đưa cho quan mượn cái áo quan đi có việc gấp chút, rồi là mai quan gửi quan trả cho. Giờ gom lại quan dạ. Áo của con dạ. Con sợ dạ nó hôi. Quan biết rồi, áo của trùm sò thì hôi rôm hôi rã, nhưng quan đi có việc gấp mà. Dạ. Đưa đây. Dạ. Hè. Dạ. Chạy cho quan cây đuốc gấp đi. Dạ. Để đi đêm hôm tầm tối sẽ bất tiện lắm. Dạ.
con đi dữ. Dạ, đúng rồi. Như vậy là ai rõ ta mến lắm. Bây giờ cầm đuốc tới đầu thôn á. Bỏ dậy cầm đuốc chạy bon bon. Thở vợ theo sau khó nổi chuồn. Ghen thì ghen mà lại nhát ghen. Như vậy là kinh hồn trắng còn theo biển rỉ. Bây giờ rộng chân ta nhẹ bước hơn tháng à. Nghĩ bọn họ là tay 49 nhưng rồi sẽ gặp bợm 50. Ai đó? Mình à? Đứng đó để em ra mở cửa cho. Khế nè, nó làm gì trong lâu vậy? Này, mình nhận được tin cái là mình đi liền. Chắc là khến chờ mình sốt ruột lắm nhỉ. Dạ thưa cậu, tiệc rượu chào mời Hồng Xuân đón tiếp. Dạ mời cậu vào. Hến này, lâu ngày mong gặp dịp, bữa nay bướm lại cận bên hoa. Dạ. Mình nghĩ mình với Hến mỗi khi gặp thì em cứ kiếm chuyện nói quà lòa, chẳng đâu vào đâu hết. Chi cho bằng hôm nay áp tiện vào cho chắc. Này vào mình nói chuyện tí anh. Được.
gì vậy? Dạ, này, không có mời đâu, người ta đến thiên hình với cậu ạ. À. Bây giờ làm sao được? Lâu ạ. Này, cậu xã. Bây giờ làm sao? Bây giờ cậu chịu khó chui dưới kia kìa. Chui trời. Đó. Tôi mà chui dưới kia. Và bây giờ không còn chỗ nào nữa, nhanh lên cậu ạ, nhanh lên. Trời, khổ thân tôi. Được tin hết cái là mình đến ngay. Dạ. Cô hết. Dạ. Trong từng giây từng phút mới gặp mặt gặp mày. Hôm nay là con dao ngòi bút rảnh tay nên mình đến đây là chén rượu cuộc cờ vây bạn. Thôi bây giờ ta đi vào đây đi ta. Dạ thưa thầy. Dạ thưa thầy. Dạ thầy ngồi cho em thưa câu chuyện. Có việc gì thì mình vào đây rồi mình thưa với nhau chứ. Dạ xin mời thầy. À thì được, nhanh lên. Dạ thưa thầy, ve mũ hóa ý là xã trưởng thì luật nhà quan phải chứ thế nào làm vậy thầy? À, tướng việc gì chứ chọc đàn bà mà ý thế cường hào thì luật quan cũng có khi xử tử chứ sao? Dạ thưa thầy, nghiêm quá thầy. Mấy vụ đó là nghiêm hung lắm. Dạ. Thôi, bây giờ mình vào với nhau đây một tí đã. Dạ. Ai đó? Quan đây. Chết, quan Huyện. Cô mời quan làm gì? Em có mời quan đâu, quan đến bất ngờ đấy thầy ạ. Bây giờ làm sao đây? Dạ thưa thầy, dạ bây giờ ấy, thầy cũng khó chui vào kia kìa. À, chui vào dây khoai à? Không còn chỗ nào đâu thầy ạ, nhanh lên. Dạ. Cô báo đời quá đi. Yêu sao lại lộng thế? Thế mà được tha ở công đường là có biết nhờ ai không? Dạ bấm quan, dạ nhờ quan cả đấy chứ. Hey. Như hết là tội khói mang oa trứ là quan cũng nghĩ chú tình thương. Dạ. Quan đi cái chuyện gấp lắm cho nên không lính hầu, không điếu trách vên vang. Dạ. Bây giờ tình chút thỏa trong khi đêm vắng đưa quan. Dạ bẩm quan. Dạ quan cho em thưa câu chuyện đã. Ve mũ hóa ý là xã trưởng thì luật nhà quan phải chứ thế nào làm vậy? Chứ việc gì chứ còn ve vãn khởi cái chuyện tầm phao. Có nặng lắm cũng đến đòn thác lạc mà thôi. Dạ, dạ, dạ. Dạ, quan minh quá. Dạ, chứ như quan cũng sống, ta chứ như cái đông dày khoai là cũng chết. Chứ khoai sao lại xứ? Dạ, bấm quan chứ đông dày khoai xứ, còn phải xứ tử mà. Chứ khoai sao lại biết xứ tử? Dạ, thầy đây. Đâu? Dạ, đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quỷ đó.